Hello Mỹ Motor, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng xe máy của anh Hưng Phát nè chị các bạn, để tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình xe lô xe mới về nha. Hôm nay thì sau Tết thì phải nói là cửa hàng nhập xe về liên tục luôn nha anh chị các bạn. Đối với những mẫu SH nè, phải nói là cực kỳ giá mềm luôn nha anh em. Và chi tiết như thế nào thì mình sẽ gặp chị nè, chị sẽ tư vấn chi tiết cho anh chị các bạn mình nha. Còn anh em nào có quan tâm thì có thể mạnh dạn mình liên hệ qua số trên màn hình. Cửa hàng có mua bán trao đổi tất cả những mẫu xe luôn nha. Anh em ở xa thì cứ mạnh dạn liên hệ. Anh em ở gần khu vực B7 O19 Lý Thường Kiệt, Dĩ An thì có thể trực tiếp đến cửa hàng mà xem xe luôn nha. Rồi em chào chị. Xin chào tất cả anh chị em mình nhé. Thì hôm nay bên cửa hàng đầu năm thì về rất là nhiều các dòng xe luôn anh chị em. Thì mình có quan tâm tới những dòng nào thì mình có thể ghé trực tiếp, hoặc là bên em vẫn có là nhận ship xe nếu như anh em mình không ghé được, và vẫn là hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Thì anh em nào mà mình chưa có đủ tài chính hoặc eo hẹp về vấn đề tài chính thì mình có thể liên hệ em để hỗ trợ trả góp nhé. Ngoài ra thì có trao đổi xe luôn. Đầu năm anh em nào mình muốn đổi màu hoặc đổi xe, đổi phong thủy thì mình có thể là trao đổi, ghé trực tiếp cửa hàng mình trao đổi thôi. Nay về rất là nhiều SH luôn nha anh chị em. SH tầm 41, 42, 43 rất là mềm luôn. Ở đây mình coi con SH Mo này trước hả chị? Cái SH Mo này thì ra năm mới lấy nhá, thì là khách tới bán cho em là nhớt nhau đầy đủ luôn. Lốp là khách áo là thay nguyên cặp lốp luôn nha anh em. Lốp là mới luôn nè anh chị các bạn. Này là bản ABS luôn hả chị? ABS luôn. ABS luôn. Ốc tán sáng nha anh em. Con này biển số 75. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Áo không có trầy xước, không vỡ không bể này. Con này mẫu 2019 bản ABS. Thì để anh em mình giá là 41.600.000 nhá. Máy cực kỳ êm luôn, bao zin. Xe là mỗi anh chị em mình muốn rút hồ sơ sang tên đổi chủ đều được hết nhá. Rồi, ABS nha anh em. SH Mod thì đầu năm mình lấy 2 chiếc, nhưng mà hôm qua bán chiếc rồi, còn 1 chiếc duy nhất thôi. Rồi, ok, tiếp tục mình ra mình xem lô SH lớn luôn đi chị. Sẵn quay SH luôn ha. Dạ. Thì SH trên đây thì khóa thường, khóa mắc cây đều có hết luôn này. Có những dòng xe mà con này là màu đen 150 luôn nha anh em. À, nói hôm nay SH về số lượng nhiều hả chị? Về rất là nhiều các dòng SH này luôn nhá. Anh em nào mình đang có ý định là mua những dòng SH thì mình ghé cửa hàng mình tham khảo nè. Đó, mua được cũng tới tham khảo cũng được, chưa mua cũng được. Đó thì mình cứ tới mình xem xe thôi. Tới ngày lương là mình ra mình lấy thôi nhá. Không cứ phải quan trọng là mình phải có tiền mới tới xem được. Không có tiền cũng tới xem thôi. Rồi chiếc này là 150 nha anh em. Khóa mắc cây. Con này hình như là bản ABS đúng không? Dạ. Bản ABS là có lên cái mâm này nè anh em. Cái mâm này mâm kiểu luôn à anh chị các bạn. Ha, mâm kiểu nè. Mâm đó nhìn rất là chắc xe luôn á. Kết hợp với màu đen nhám này, nhìn phải nói là cực kỳ men luôn. Đó, anh em là anh nào mà to cao là đi con này là cực kỳ là xinh luôn này, đẹp. Con này Odo chạy 26.000 rồi nhá. Máy móc là êm ru luôn anh chị em. Phải nói là không em là không lấy tiền luôn nhá. Con này thì biển số 64 nhá. Đều rút hồ sơ sang tên đổi chủ được hết. Chiếc này thì em bán là 68.700.000. Áo ngoài rất là đẹp luôn anh em, mẫu 150. Có lên phuộc luôn. Phuộc GSV đi rất là im nha anh chị các bạn. Rồi tiếp tục. Rồi chiếc kế bên là biển số 60 Đồng Nai, 60B5. Chiếc này ngay chủ ký giấy này. Rồi khóa sâm mắc cây nhá. Áo ngoài rất là đẹp luôn. Thì nếu anh em mình mà không thích những cái dòng mà gọi là lên áo lên form ý thì mình lấy chiếc này nhá. Nguyên bản của nó luôn này. 60 màu đỏ đô nhá. Áo còn rất là mới luôn. Thì nói chung là những cái dòng xe mà cao cấp thì thường thì người ta đi rất là kỹ, nên là xe còn rất là quá là ok luôn. Con này thì 56 triệu mấy đây em, 56.600.000 đúng không? Dạ đúng rồi chị. 56.600.000. Mẫu 2017 ngay chủ ký giấy. Qua sơn mắc cây, đỏ đô rất là đẹp. Nguyên bản nha anh chị. Đây rồi. Là lên áo ý nè. Có những anh nào mình thích áo ý thì đây, có chiếc màu đỏ tươi. Con này 60C. Thì con này mẫu khóa chìa nhá, còn hai khóa luôn. Đó, cái con này đời 2014. 41.800.000. Máy móc là bao zin nha anh em mình. Đã lên form ý rồi, lên luôn cái cặp mâm nha anh em. Lên luôn mâm ý luôn á. Lên luôn cặp mâm ý luôn. Đây em có mẫu kế bên là chiếc màu đỏ đô.
Con này thì biển số 38 Hà Tĩnh nhé. Con này mẫu 2019. 2019 lên áo ý cho anh em mình này. Chiếc này thì 53.600.000. 2019. Đó, đấy. 2019 nó bán giá thì có 53.600.000 thôi. Em nghĩ là quá rẻ luôn. Cái này là lên form ý sẵn rồi. Khóa sâm bắc cây luôn. Máy móc là bao zin êm. Trong khi quay mà anh em mình xem chưa rõ thì thông cảm nha em nha. Và mình liên hệ qua số trên màn hình để được xem xe chi tiết lại nha anh chị các bạn. Đúng rồi, xe thì để nó hơi dày dạ. Anh em ạ. Nên là anh em mình thông cảm nhá. Nếu như mà mình có quan tâm tới chiếc nào thì cứ chụp màn hình gửi lại em. Tư vấn nhiệt tình anh em mình luôn. Hoặc là gửi hình ảnh chi tiết quay theo yêu cầu của anh chị em mình luôn. Dạ. Đó. Rồi, chiếc này là mẫu 2018 này. Biển số 37 Nghệ An. Lên form ý luôn. Khóa sâm bắc cây. Chiếc này thì 56.600.000. Mẫu 2018 bản ABS nhá. ABS rất là đẹp luôn, có lên phuộc luôn. Đó những rồi. Dòng mà SH này anh em mình mà trả góp thì đưa tầm 10 đến 12 15 củ là mình có thể là lên hồ sơ nhận được xe rồi nha. Tiếp theo, đây là có mấy cái màu cũng khá đẹp nè anh em. Phía sau này thì cũng có đủ màu luôn và dàn này thì giá nó mềm hơn nhá. Này như là thì có rất là nhiều anh chị em mình hỏi những cái mẫu mà SH tầm 40, 41, 42 này. Nhưng mà trong Tết em bán hết rồi, không còn một chiếc nào nữa. Đấy thì hôm nay ra Tết là về rất là nhiều luôn. Các dòng SH là tầm 4 mấy triệu. Con này thì ngay chủ ký giấy cho anh em luôn nhá. Với cái tông màu màu gì là màu xanh xi măng anh chị. Xanh xi măng nha anh em. Xanh xi măng biển số 61C. Đó, chiếc này thì ngay chủ ký giấy 43.700.000. Mẫu khóa chìa 125 nhá. Rất đẹp luôn, máy móc là cực kỳ êm luôn. Áo là nguyên bản luôn á anh em. Nguyên zin của nó luôn. Đây em test thử con xe này coi nè. Đó, rất là đẹp nha. Rất là êm. Đó, anh em mình ở gần địa chỉ trên thì mình có thể ghé trực tiếp tại cửa hàng em cho đi thử thoải mái luôn. Bao test thử máy luôn. Rồi, chiếc kế bên là biển số Sài Gòn 59S2. Con này đen nhám luôn nha anh em. Đen nhám 125. Con này chị không nhớ giá là bao nhiêu nha. Con này 43.600.000. À đúng rồi, 436 nè anh chị các bạn. 43.600.000 nhá. Mẫu 2014. Khóa còn 2 chìa luôn. Cái này có vô khóa chống trộm luôn này. Rồi, có chiếc màu bạc này là 150 nha anh em. 150. Con này cũng ngay chủ ký. Biển số 61G. Thì con này là 150 khóa mắc cây thì em bán là 58.600.000. Đó, 150 nha anh chị, lưu ý ha, 150. Con này 150 nha anh em, không phải 125. 10 led 2 tầng luôn nè. Rồi, tiếp theo. Rồi 61B1 màu đỏ đô nhá. Con này mẫu 2015 này, khóa mắc cây luôn. Đó, giá rất là mềm luôn nhá. Giá thì có là 44.600.000. Thì nó hơn cái con khóa chia này một đời. Thì hơn 1 triệu. Thì con này là mẫu 2014, con này mẫu 2015. Là khóa mắc cây. Nó chỉ đắt hơn có 1 triệu thôi anh em. 44.600.000 này. Cực kỳ rẻ luôn nhá. Khóa mắc cây luôn. Lốp thì còn dày cùi nguyên cả cặp nhá. Rồi màu trắng bên trong luôn anh chị các bạn ơi. Rồi chiếc màu trắng này thì cực kỳ là đẹp luôn này. Nhìn rất là mới mà liền lạc nhá. 67H188950. Con này mẫu khoa chìa này. 67 An Giang nhá. 125 43.600.000 màu trắng. Màu trắng thì đi cực kỳ là sang luôn. 67H. Thì những cái màu SH này anh em nào mình quan tâm thì mình có thể ghé trực tiếp tại cửa hàng hoặc là mình alo qua số điện thoại cho em thì cọc trước tầm vài củ thì em sẽ nhận ship xe cho anh em mình. Ngoài ra máy móc thì em cam kết bảo hành cho anh em mình là máy bao zin êm. Đó, có mình có thời gian thì mình có thể ghé trực tiếp tại cửa hàng mình xem xe luôn nhé. Dạ, đây còn này, mẫu Vario thì em còn 3 chiếc 150. Rồi, cái này màu này là màu xám nha anh em. Màu xám 150. Biển số 61G. 61G, chiếc này em bán là 36.800.000 này. Rồi. Chiếc màu đỏ kế bên là 61D2 ngay Dĩ An luôn nhá, xe phố này. Con này mới chạy được 16.000 cây thôi. Thì em bán là 36.600.000.
và chiếc màu đỏ trắng kế bên thì khách cọc rồi em bỏ qua luôn. Rồi ok. AB với còn không chị? AB bán rồi. Bán rồi à? Rồi mình lên trên đây mình quay lô xe này dài xuống không chị? Rồi đây còn có những mẫu côn tay nhá. Những mẫu côn tay này thì nói chung là nếu như góp thì đưa tầm 4 đến 5 củ là mình có thể lên hồ sơ được thôi. Dạ. Em báo giá ở đây thì em vẫn có là bớt thêm cho anh em mình nhá. Chiếc này là màu xanh bạc này. Màu xanh bạc này đăng ký 2021 này. 25.600.000. Cái này biển số 68 của Kiên Giang. Xe liền lạc nhá. Zin nguyên bản luôn anh em, chưa hề dặm tuốt sơn luôn. Cái màu rất là đẹp anh chị. Màu xanh bạc. Rồi, em có màu kế bên là màu xanh xanh đen. Chiếc xanh đen này thì mới kinh nhá, dòng xe nhập của Indo. Con này biển 94 Bạc Liêu. 27.600.000, đăng ký 2020. Rất là đẹp luôn anh em. Đèn nó còn trong suốt luôn á. Dòng xe nhập. Rồi có mẫu này không? X150 2021 nhá. 25.600.000. Cái này thì đúng với màu trong cà vẹt luôn nhá, màu xanh hồng đồng anh em, phối hợp rất là nhiều màu này. Máy móc vẫn là cam kết zin cho anh em mình. 256. Đây có mẫu này thì giá cực kỳ mềm nhá. Con này 2019 này, tông màu trắng đỏ. 2019 biển số 38 của Hà Tĩnh. 21.600.000. Như chiếc này góp phải đưa tầm 4 triệu là anh em mình có thể là có xe đi luôn nhá. Dạ, nói anh em. Ngoài ra có chiếc này thì 2017 nhưng mà đầu nồi còn luôn nha anh em. Ở xe người ta mẫu 2017 nhưng mà đi cũng khá là dữ luôn nhá. Đây, tem sơn 3D 18.000.000 18.600.000 này. Mẫu 2017 biển 38. Rồi em có hai cái mẫu này thì nước luôn nhá. Con này chạy 11.000 cây Sonic. Sonic màu trắng xanh. 11.000 cây thôi, ốc tán em quay kỹ một chị bao đẹp luôn nhá. Rất là sáng. Thì 67E1 đều rút được hồ sơ sang tên đổi chủ nhá. Con này ô tô chạy 11.000 cây là ô tô chuẩn luôn nhá. Đăng ký 2022 30.700.000. Anh em mình ghé em có bớt thêm. Đó, những anh em nào mình có ý định mua những dòng Sonic gọi là xe nước thì mình ghé nhá. Giá rất là mềm luôn. Rồi, chiếc này là Satria này, cũng là màu xanh trắng luôn. Trắng xanh luôn. Màu trắng đi tem xanh nhá. Con này đăng ký 2021 chạy 16.000 cây. Biển số 66 quê hương của Đồng Tháp nhá. Cái này em bán 27.800.000. Zin nguyên bản luôn. Xe lướt luôn. Đây em test thử con xe này cho anh em mình xem luôn nhá. Máy còn nổ cái lắm nha chị các bạn. Chưa hề dặm tuốt nha anh em. Đó, bên em là có trả góp này, ship xe ở xa. Thì anh em nào mình quan tâm tới những mẫu nào bên cửa hàng thì mình cứ inbox cho em qua Zalo nhá. Đây em có hai chiếc xe số này. Xe số này thì bây giờ xả lỗ luôn, nằm cũng khá là lâu rồi anh em. Đó, giá này thì 12 triệu là bao hồ sơ gốc nhá. Bây giờ gọi là nằm này thì là lỗ, nằm sâu thì lỗ sâu thôi. Đây anh em mình ghé xem xem có bớt thêm nhá. Đây. Đồng giá là 12 triệu bao gốc. Hồ sơ có sẵn tại cửa hàng luôn. Hồ sơ có sẵn luôn. Xe là bình đề đầy đủ nha anh em. RS206/07 thì chạy rất là bền luôn. Rồi anh chị các bạn mình có quan tâm dòng xe nào thì mình có thể trực tiếp liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị các bạn. Đó, và cũng như là có thể đến địa chỉ là B7-19 Lý Thường Kiệt dưới An Bình Dương để trực tiếp xem xe nha anh em. Thì chắc lẽ là em cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chào tất cả anh chị em mình nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.